Tranh đồng hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Thưa quý vị, tranh đồng hồ, những bức tranh tràn đầy màu sắc mà chỉ riêng đất nước Việt Nam có được, là những tác phẩm thể hiện tâm hồn dân tộc sâu sắc. Thật đáng khâm phục những người sáng tạo và giới thiệu, đưa tranh đồng hồ đến gần với mọi người hơn, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc. Tranh đồng hồ khá gần gũi với đại đa số dân chúng Việt Nam, đặc biệt với cư dân Bắc Bộ. Tranh mô tả đời sống sinh hoạt hàng ngày với nét vẽ khoáng đạt, khỏe khoắn, hòa hợp một cách tự nhiên vào không khí ngày Tết vui tươi, tô điểm cho ngôi nhà thêm sinh động, nâng cánh những ước mơ, những lời cầu chúc gia đình sung túc, hạnh phúc và thành đạt. Tranh đồng hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Ẩn sau những tác phẩm tranh đồng hồ là một bản sắc văn hóa Việt Nam được cô đúc trong từng nét, từng màu vẽ. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt ồn ào, bạn có thể đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu những tác phẩm tranh đồng hồ đậm đà bản sắc dân tộc tại hai quán cà phê Hoa Đá và Cà Phê Thư Giãn. Chủ của hai quán cà phê này đều là những người yêu thích văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là tranh đồng hồ. Thưa anh, tại sao anh lại chọn những bức tranh đồng hồ để trưng bày trong quán cà phê của mình ạ? Chọn những bức tranh đồng hồ này ở cho quán mình thì bắt đầu mình có những cái từ cái thời học phổ thông của mình, thì mình học những bài thơ bên kia sông Đuống, thì giáo viên có giảng dạy về những bức tranh đồng hồ, mà những từ những cái từ ngữ giấy điệp hay là gà lợn hay trống gì là gì đó thì mình cứ không có biết được, không thật sự không hình dung được những cái bức tranh đồng hồ này như thế nào. Thì sau này thì lớn lên mình có cái điều kiện là mình tìm hiểu về tranh đồng hồ, mình cũng rất thích gì đó, nhưng mà thật sự ở Sài Gòn này không có những bức tranh đó, thì mình sưu tầm nó bằng cách là trên những tấm lịch, thì mình mới đi tìm những trên tấm lịch thì có in những tranh đồng hồ đó, mình cắt ra mình làm cái khung, mình dán mình treo ở cái chỗ một cái chỗ vui chơi của mình. Có một cơ tình cờ thì Bình tới đây Bình chơi hay uống cà phê gì đó, thì mình gặp Bình gặp mình hỏi là anh có thích tranh đồng hồ hay không, thì mình thấy những bức tranh đồng hồ mà làm cái toàn bộ là giấy lịch thôi, thì mình rất là thích. Thì Bình mới là muốn anh có thích treo hay không, thì mình rất là thích. Thì từ đó thì hai anh em gặp làm việc với nhau. Và từ đó thì mình với Bình với một số anh em nữa tổ chức một cuộc triển lãm tranh đồng hồ ở đây. Chàng thanh niên mà anh nhất vừa nhắc đến là Trần Văn Bình, chàng trai xuất thân từ Bắc Ninh, quê hương của tranh đồng hồ. Cái nôi Kinh Bắc với những làn điệu quan họ ngọt ngào, những bức tranh đồng hồ độc đáo, tuổi thơ với những trò chơi dân gian đã mang lại cho Bình niềm đam mê đặc biệt với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Quyết định giới thiệu tranh đồng hồ đến với mọi người, Bình về quê lặn lội đi tìm tranh đồng hồ mang vào thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu Bình đưa thông tin lên blog của mình và một số diễn đàn, rồi bắt đầu nhận được một số người ủng hộ ý tưởng đặc biệt của mình. Tháng 6 năm 2008, Bình được hai chủ quán cà phê Hoa Đá và Cà Phê Thư Giãn cho phép triển lãm và trưng bày tranh đồng hồ. Cuộc triển lãm diễn ra thành công, thu hút lượng khách đến xem và mua tranh, đặc biệt là các bạn trẻ. Nối tiếp những thành công bước đầu, Bình và một số người bạn cùng đam mê thành lập nên trang web màudantoc.com, một thư viện trực tuyến với các yếu tố dân gian Việt Nam, tập trung vào hai chủ đề chính: trò chơi dân gian trẻ em và tranh dân gian đồng hồ.